Chào mừng các bạn đã đến với chương trình học anh ngữ với chúng tôi Study English with us. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu bài học số 3 các bạn nhé. Và từ đề của chúng ta là Tên của anh ấy là. Chúng ta cùng bắt đầu nào. Hôm nay là bài học số 3 Bài học số 1 chúng ta học về cách chào hỏi Bài số 2 là giới thiệu về mình, về tên của mình Hôm nay là bài số 3 là giới thiệu tên của anh ấy là Anh ấy là ngôi thứ ba số ít mà giống nam các bạn nhé Mình chỉ nói về người nam hôm nay thôi Giống như là anh trai, em trai, chú, cậu, à, cậu, ba hoặc là bạn trai Những người nào mà về giống nam thôi nhé các bạn Chúng ta cùng bắt đầu nhé Trước hết chúng ta bắt đầu với phần từ mới New là mới, words là từ, từ mới mình ghép lại là new words. This có nghĩa là này, đây, cái này, điều này, thế này. Ở trong chữ this này các bạn lưu ý nhé, họ bắt đầu bằng chữ T với chữ H, T, H. Thì khi chúng ta phát âm trong tiếng Anh, chúng ta không phải phát âm với chữ đờ giống như tiếng Việt nha các bạn thường ở trong tiếng anh khi mà mình thấy có chữ t, chữ h các bạn phát âm bằng cách mình để lưỡi ở giữa hai hàm răng của mình this khi mà mình bắt đầu nói thì mình sẽ kéo lưỡi vào trong mà mình phát cái âm ra this this nếu mà các bạn đọc như chữ đầu của tiếng việt là this this thì là không đúng nha các bạn this this chị muốn các bạn ngay từ đầu phải tập cho mình cái cách phát âm đúng luôn để về lâu về già mình không có phải chỉnh sửa vì nếu mà mình cứ học sai ngay từ đầu thì sau này mình phải chỉnh sửa hoài mà không bao giờ chỉnh sửa được hết lúc nhớ lúc quên cho nên ngay từ đầu các bạn cố gắng tập cho đúng luôn this this trong suốt quá trình chúng ta học mỗi khi có từ mới hoặc có cái câu nào mới sau khi TK giải thích cho các bạn xong sẽ đến phần anh văn đọc cho các bạn nghe khi anh Phan đọc xong như vậy anh văn sẽ để dành một thời gian các bạn cố gắng khi anh văn đọc xong mình tập đọc lại liền đọc theo anh văn liền nha các bạn một điều nữa các bạn cần lưu ý khi chúng ta học ngoại ngữ là mình cố gắng đọc to lên khi mà mình đọc to lên mình sẽ nghe được cái giọng của mình mình mới biết rằng mình đọc sai hay là đọc đúng có giống với giọng của giáo viên hay không nhiều khi trong đầu mình mình nghĩ là đúng mình nghĩ là mình sẽ phát âm đúng như vậy đó nhưng mà thực tế khi mình phát âm ra nó sẽ không đúng như chúng ta suy nghĩ cho nên điều quan trọng là tập luyện thật nhiều và khi tập phải đọc to lên this 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 That có nghĩa là đó, kia, người đó, điều đó, thế kia. Chữ that này cũng bắt đầu bằng chữ TH cho nên chúng ta cũng đọc giống như chữ this nha các bạn. Mình để lửa giữa hai răng. That. Một cái lưu ý ở trong từ that là kết thúc bằng chữ T. Mình phát âm chữ T đó luôn nha các bạn. That. Phải có chữ T nhé. Mình nghe anh Frank đọc nào. That, that is là là thì hoặc là ở tại is 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 như vậy chúng ta học được ba từ nhé. This là này hoặc là ở đây gần mình. That là ở đằng kia hoặc là người kia ở xa mình. Is có nghĩa là là khi mà mình ghép hai từ này lại là this is hoặc là that is có nghĩa rằng đây là hoặc là đó là kia là. Chúng ta ghép từ lại nhé. This is đây là hoặc là điều này thì this is các bạn lưu ý chữ s mình phải phát âm luôn nhé. This is this is That is Đó là, kia là, hoặc là điều đó thì That is That is My là của tôi Chúng ta đã học từ này trong bài trước rồi nhé Cho nên TK sẽ đi qua nhanh My là của tôi Your là của anh của chị, của ông, bà, cô, chú, bạn, người nào mà đang nói chuyện với mình. Your là của bạn. Từ mới hôm nay của chúng ta là his, có nghĩa là của anh ấy, của ông ấy, của chú ấy hoặc là của em trai ấy. His. 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 Chúng ta ghép từ sở hữu này chung với chữ name, ví dụ như là my name là tên của tôi. My name. Tên của bạn là your name. Từ này mình đã học trong bài trước rồi. Từ mới hôm nay là his name. Tên của anh ấy, tên của ông ấy, tên của chú ấy hoặc là tên của em trai ấy. His name. His name. His name. Khi mà mình muốn nói tên của anh ấy là thì mình thêm chữ gì các bạn? chữ is nhé tại vì là là is là là mình ghép vô chung với chữ my name nhé ví dụ như my name là tên của tôi ghép vô là my name is tên của tôi là sau đó là tên của mình ví dụ như của tk là my name is tk trong câu này các bạn thấy tên của tk tk đã để nó ở một màu khác cho chúng ta dễ nhận biết các bạn cũng như vậy có thể thay chữ TK bằng tên của mình để giới thiệu về tên của mình. TK sẽ nói là My name is TK. Tên của tôi là TK. Các bạn thấy tên của mình vào chữ TK nhé. Tên của anh Frank thì anh Frank sẽ nói là My name is Frank. My name is Frank. Your name là tên của anh, của chị, của ông, bà, cô chú hoặc là tên của bạn. Your name is. Tên của anh là his name. Là tên của anh ấy. His name is. Tên của anh ấy là. Tên của chú ấy là. His name is. His name is. Như vậy là các bạn nắm được phải không? Hôm trước mình học là my name is hoặc là your name is. Hôm nay chúng ta học là his name is. Tên của anh ấy là. Bài học này để làm gì để khi mà mình giới thiệu một người nào đó. Ví dụ như TK nói rằng, oh, đó là ông xã của TK đó. Anh ấy tên là gì đó, gì đó các bạn nhé. Mình học bài này là mình giới thiệu một người nào khác, một người thứ ba. This is, có nghĩa là đây là... TK muốn giới thiệu là đây là anh Frank TK sẽ nói là This is Frank. Đây là anh Frank. This is Frank. This is Frank. Ở trong câu này mình thấy có cái tên của anh Frank là cái tên người mà TK muốn giới thiệu. Thì các bạn cũng như vậy, mình muốn giới thiệu một người nào đó thì thay thế tên của anh Frank bằng tên của người bạn mà mình muốn giới thiệu nhé. Chị this is có nghĩa là đây là, có nghĩa là cái người đó phải đang ở gần mình. Còn nếu mà mình muốn nói một cái người nào đó đang ở xa thì mình nói là đó là hoặc là kia là. Thì lúc đó chúng ta sẽ thay chị this bằng chị that. That is có nghĩa là đó là. That is Joshua. Đó là Joshua. That is Joshua. That is Joshua. Thêm một cách nữa khi mà mình muốn giới thiệu một người nào đó thì thay vì nói rằng đó là Joshua thì mình nói rằng tên của em ấy là Joshua các bạn nhé. His name is Joshua. His name is Joshua. His name is Joshua. Name is Joshua. Các bạn hiểu được phải không ạ? À? Bài học hôm nay là giới thiệu về một người nào đó cho nên để chúng ta có thể dễ dàng giới thiệu, ví dụ như TK muốn giới thiệu à đây là con trai của tôi, tên của cháu là gì đó, thì chúng ta cần phải học thêm một số từ nữa các bạn nhé. Chúng ta có từ father, có nghĩa là cha, ba hoặc là bố. Trong từ này chúng ta nhấn âm đầu tiên nhé. Father. Nhấn âm là như thế nào? Ở trong tiếng Việt của mình, mình có dấu sắc quyền hỏi ngã nặng, thì cái, cái chữ nó sẽ lên xuống khác nhau. Ở trong tiếng Anh không có như vậy chữ du, chữ dù, chữ du gì đó cũng là một nghĩa giống nhau. Nhưng mà ngược lại người ta sẽ có cái nhấn âm. Ví dụ chữ father là nhấn âm đầu tiên. Father. Nếu mà mình nhấn sai mình đọc là father thì nó sẽ không đúng các bạn nhé. Người ta nhấn âm đầu tiên có nghĩa là cái âm đó mình phải đọc lớn hơn, to hơn, dài hơn. Cho nên trong từ này chúng ta nhấn âm là father. Thường TK sẽ gạch dưới chữ mà mình cần phải nhấn cho các bạn biết là mình cần phải nhấn cái âm đó. Hoặc là nếu mà các bạn đọc ở trong cái phiên âm ở dưới cái chữ này các bạn thấy có cái dấu phẩy ở trên thì cái dấu đó sẽ đặt ở trước cái từ mà mình cần phải nhấn. Cho mình thấy ở trong câu này họ nhấn trước chữ pha có nghĩa là chữ pha và là cần phải nhấn. Điều số 2 chúng ta cần lưu ý ở trong đây là chữ father có chữ th. Chữ th như lúc nãy chị có nói rồi chúng ta đọc như thế nào? Mình để lưỡi giữa hai răng. Father. Mình đọc là father, father là không đúng nha các bạn tiếc nhất là một lần nữa chữ th ở trong tiếng anh không phải là chữ đờ trong tiếng việt mình phát âm bằng cách để lưỡi giữa hai hàm răng khi phát âm mình sẽ rút cái lưỡi vào father father có nghĩa là cha ba hoặc là bố father father uncle là chú bác cậu dượng ở trong từ này chúng ta nhấn âm đầu tiên luôn Uncle. 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 Nephew là cháu trai. Nephew. 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 Husband có nghĩa là chồng. Husband. 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 Các bạn lưu ý trong cái âm đầu tiên chúng ta có chữ S nhé. Husband. Mình đừng có đọc là hết bần, hết bần nha các bạn có chữ S mình phải phát âm chữ S. Husband. Lưu ý chữ D ở cuối cùng luôn nhé. Husband. Husband. Son là con trai. Son sun. Từ này chỉ có một âm nên mình không có nhấn nhưng mà các bạn phải lưu ý chữ n nhé mình đọc là sun nè. Đừng có sun 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 thì nó không đúng nhé. Sun. Sun. Brother là anh trai hoặc là em trai. Mình cũng nhấn âm đầu tiên nhé. Brother. Chữ the cũng vậy có chữ thay h nên chúng ta đọc là brother. 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 Chữ brother bắt đầu bằng chữ B. Khi mình đọc chữ B, B, B là mình phải ngậm miệng lại đúng không các bạn? Thì cũng vậy các bạn phải đọc là brother, brother, brother. Friend là bạn. Lưu ý chữ D ở cuối cùng nhé. Friend. 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 Cat là con mèo trong từ này có chữ T cuối cùng mình đọc là cat phát âm chữ T nha các bạn cat 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 dog là con chó mình thấy có chữ G ở cuối cùng nhé dog 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 như vậy là chúng ta đã học hết những từ mà mình cần phải học cho bài ngày hôm nay ở trong bài này chúng ta chỉ lưu ý hai phần thôi. Thứ nhất là mình giới thiệu đây là ai đó. Ví dụ như đây là chồng của tôi, đây là con của tôi, đây là cậu của tôi, bạn của tôi, hoặc là đây là con chó của tôi cũng vậy các bạn nhé. Phần số 2 chúng ta cần lưu ý là mình giới thiệu tên của người đó. Tên của anh ấy là, tên của chú ấy là, tên của con chó là, hoặc là tên của con mèo là. Lưu ý hôm nay cái bài của chúng ta là his, có nghĩa là nói về giống đực cho nên chó, mèo ở trong nhà nếu mà giống đực mình mới sử dụng là hết nha các bạn còn nếu nhưng mà không phải là giống đực thì chúng ta sẽ học vào bài kế tiếp nhé. Chúng ta cùng luyện tập chung với anh Frank. Practice with Frank có nghĩa là tập luyện chung với anh Frank. Trong phần tập luyện này chúng ta sẽ có nhiều mẫu câu để cho các bạn tập luyện nó sẽ lặp đi lặp lại rất là nhiều để cho các bạn luyện được giỏi hơn. Một lần nữa các bạn nhớ nhé, phải đọc to lên để chúng ta có thể dễ dàng nghe được giọng của mình. This is my husband. His name is Frank. This is my husband. His name is Frank. That is my son. His name is Joshua. That is my son. His name is Joshua. This is my brother. His name is Koi. This is my brother. His name is Koi. That is my friend. His name is John. That is my friend. His name is John. This is my cat. His name is Tom. This is my cat. His name is Tom. This is my dog. His name is Babe. This is my dog. His name is Babe. Như vậy là chúng ta đã học xong bài của ngày hôm nay các bạn nhé. Thì -E hy vọng rằng các bạn sẽ học đi học lại rất là nhiều lần. Khi mà học chung với TK, -E, TK -E không muốn rằng các bạn chỉ học để mà mình hiểu Dĩ nhiên cái này rất là dễ các bạn sẽ đọc qua à, cái này mình đọc mình hiểu hết rồi là mình được rồi mình sẽ qua bài mới. Thì K không muốn như vậy. M mình học mục đích là mình học giao tiếp, mình có thể nói chuyện được. Cho nên TK muốn các bạn học cho đến khi nào mà các bạn có thể tự tin nói được những câu mà mình học ở trong bài, lúc đó hãy qua bài mới. Chúng ta thà học chậm một chút, học ít bài một chút nhưng mà học đến bài nào mình chắc chắn nói được những câu trong bài đó. Đa số người Việt Nam ngày xưa khi học tiếng Anh họ học theo một cái quá trình khi mà học sau một thời gian họ có thể đọc được, hiểu được hoặc là nghe người ta nói cũng hiểu được hoặc là dịch được nhưng mà nói thì là nói không được. Tại vì sao? Vì mình không có quen tập luyện cho nên TK muốn các bạn phải tập đi tập lại nhiều lần. Mỗi lần anh Phan đọc các bạn phải đọc to lên. Tốt nhất là TK khuyến khích các bạn nên học chung với một người nào đó rủ bạn của mình hoặc ai đó trong nhà học chung với mình để chúng ta có thể tập luyện với nhau mình nói thì người kia nghe người kia nói thì mình có nghe thì mình mới phát hiện được ra rằng à, bạn nói đúng hay không hay là mình nói đúng hay không mình có thể góp ý cho nhau từ từ mình sẽ tiến bộ hơn các bạn nhé chúc các bạn học thật là tốt nếu mà các bạn thích những bài của anh phong và tk các bạn vui lòng like và share giùm cho anh phong và tk nhé xin chào và hẹn gặp lại trong những bài lần sau bye 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 bye